Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đào một cái đường hầm bí mật để vượt ngục ở trong Minecraft. Thực sự lâu lắm rồi mình mới có thể trở lại với cái hệ gọi là chốn tù ở trong Minecraft ha. Ok, thì ngày hôm nay thì chúng ta có nhiệm vụ là phải đào làm sao không biết, miễn sao có một cái đường hầm bí mật để chúng ta có thể vượt ngục là ok rồi. Và trước khi bắt đầu video, các bạn nhớ là để lại cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ. Nhớ là xem quảng cáo và bấm vô quảng cáo nếu là các bạn là fan chân chính của mình nha. Rồi bây giờ chúng ta vào video luôn các bạn ơi, go. Ok, đố các bạn biết mình đang ở đâu à? Bạn nào biết tiếng Anh thì chắc chắn các bạn sẽ biết ha. Đó là mình đang ở trong một cái ngân hàng các bạn, bank. Ok, mình đang ở trong một cái ngân hàng và có một cái thanh niên, đây chính là nhân viên của ngân hàng. Để mình coi xung quanh coi, ngân hàng cái gì mà hạ tường nứt tùm lum, rong rêu bám đầy tường luôn các bạn ơi, ngân hàng cua bắp thì chứ. Úi, có chú bảo vệ kìa. Wow, chú bảo vệ, các bạn không phải bảo vệ bạn mà là chú cảnh sát. Ok, ngân hàng xịn là có chú cảnh sát luôn các bạn, tuy là nhìn ngân hàng hơi cùi tí. Ơi, các bạn để ý kỹ cái chú cảnh sát này nha, các bạn nhìn thẳng vào đôi mắt của chú ấy, các bạn sẽ thấy là hai con mắt của chú ấy khác màu nhau. Một bên là màu xanh dương, một bên là màu đỏ. Ủa sao giống cái nhân vật gì trong hoạt hình của ta? Ê, hình như là giống cái nhân vật gì trong Naruto các bạn, phải không ta? Nhìn chứ giống giống á, các bạn nào biết các bạn cứ comment ở bên dưới nha. Wow, cười chú ngầu quá chú ơi. Chú mặc bộ đồ cảnh sát vô chú thật là ngầu. Ủa mà mắt chú nhìn còn ngầu hơn nữa. Ok, bây giờ là làm gì đây? Làm sao để mở cánh cửa này đây ta? Quái lạ thiệt. Ok, đây là cái tên là ngân hàng các bạn. Ok, xin chào tôi. Mà mình đâu có tiền đâu mà rút ngân hàng làm gì trời. Ủa, mình là hôm nay là mình vượt ngục mà, nhiệm vụ mình vượt ngục mà sao tại sao mình lại trong ngân hàng, là kỳ vậy. Uầy, ô khoan, ủa cái người thằng này nó mình bấm vô được hả? Ô, đằng sau lưng thằng này nó có một cái rương các bạn, hàng gì mình bấm vô được. Dạ, mình bấm được, mình đã hết bấm được rồi. Yeah, lấy được chìa khóa rồi các bạn. Đây là một cái bank key. Ok, mình sẽ đặt vào đây và mở cửa đi vào. Ôi, chắc là vô lấy tiền hay gì đây rồi, đúng không? Wow, tiền kìa, money, yo. Wow, ôi. Wow, ôi, 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 ôi. Rồi, rồi, xong. Bị bắt luôn rồi. Đậu phộng đó. Mình không hề muốn như vậy. Mà mình bị bắt là sao các bạn ơi? Bây giờ bị bắt rồi. Ok, chúng ta đang ở trong một cái nhà giam. Mình không hề muốn lấy tiền của ngân hàng một tí nào, nhưng mà nó bắt buộc mình phải làm. Bởi như vậy thì mình mới có thể vào trong nhà tù và mình trốn thoát ra các bạn. Rảnh thiệt chứ, đang bình thường không muốn vô nhà tù để trốn thoát ra. Oh what the. Wow, có một cái đường nữa các bạn, có một cái căn hầm nè. Oh my god. Căn hầm này đã được đào sẵn rồi các bạn ơi. Wow, tuyệt vời mặt trời. Ok, sao chui vô đây? Ê khoan. Ủa có cách nào, có phải có cách nào đó mình mới chui vô đây được các bạn? Chắc chắn là phải có cách nào đó. Mình chắc chắn là mình phải chui vô đây được. Ô. Ô, mình đang bò các bạn ơi. Oh my god. Ủa rồi. Ô các bạn ơi, mình các bạn thấy mình đang bò không? Ô. Oh my god. Holy. Holy man. Wow. Mình đang bò, mình tự nhiên vô có căn hầm mình bò, mình vượt ngục luôn các bạn. Yeah. Oh yeah. Wow. Yeah. Oh my god. Mình đang bò và mình đang vượt ngục rồi các bạn ơi. Yo man. Oh my god. Trời ơi, đã thiệt. Yeah. Wow. Oh, có một cái cánh cửa, có một cánh cửa, có một cái này các bạn. Mở ra. Oh my god. Oh yeah. Cái đậu phộng. Quay trở lại cái nhà tù cũ. Không phải cái nhà tù này, nhà tù khác nhưng mà. Oh. Yeah, có một cái rương nè. Jerecker Kendrick Iron Bash. Ok, hay quá. Cắt cái này được nè các bạn. Oh yeah. Cắt cái này được. Oh my god. Tuyệt vời mặt trời luôn. Ai mà biết đâu, tưởng là tự nhiên quay trở lại chỗ cũ chứ. Ủa hồi nãy mà mình làm chỗ nào đó được ta? Ủa bên đây không phải nhà tù của mình nha các bạn. Bên đây không phải là nhà tù cũ của mình nha. Bên cái phòng này có gì không ta? Mình đã tìm thấy chìa khóa rồi các bạn, nhưng mà mình muốn coi coi cái phòng bên đây nó có gì hay không nè. Come on. Come on, cắt đi em ơi. Đúng rồi, cắt đi. Cái phòng này không có gì hết á. Ok, bỏ qua đi. Đây rồi. Alright. Tuyệt vời, tuyệt vời một trời. Silky.
Selkie Rinbrick. Ok, đặt qua đây, qua đây, qua đây. Đấy. Yeah, chúng ta đã vượt ngục được rồi các bạn ơi. Oh my god, cái gì đây? Wow, 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 mình đang bay lên các bạn ơi. Mình đang bay lên, what? Mình đang vượt ngục mà mình trở thành cái gì, mình bay lên luôn kìa. Oh my god. À, what? Sao mình tưởng mình bay lên là mình vượt ngục rồi, ai ngờ đâu mình lại rớt vô cái tù này là sao? Ok, không sao hết. Có thể là chuyện gì đó đang xảy ra các bạn à. Cánh cửa này mình không gạt được nữa. Rồi, vậy là mình phải đi qua mấy cái căn phòng này để mình tìm cái gì đó. Tìm một cái gì đó. Ok. Rồi, wow, ê, cái này luôn được. Không được, phải cần hai cái bậc thang rồi, hai cầu thang ở đây rồi. Ok. Sao không có cái gì ở trong những căn phòng này hết vậy ta? Ôi. Ai 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 ai. Ui, cái này mặc đồ nhìn giống cướp biển quá các bạn. Ok, này nó bán đồ không? Wow, mình cần có gold nugget nè, với lại cái coin mình sẽ được một cái lever. Ồ, oh, một cái chìa khóa. Hả, à, thì ra là thằng này là thằng bán đồ. Yes. Ok. Ồ, oh, miner kìa, miner. Ồ. Oh. Wow, mình cần mình. Ồ. Oh. Wow, nó cho mình nguyên một cái cây cúp bằng kim cương luôn các bạn ơi. Oh my god. Ồ, oh, từ từ. Alright. Wow. Khoan. Ủa mà sao mình không lấy được cái cúp đó? What? Ok. Wow. Phòng này không có gì hết, có một căn phòng. Ôi, đây là phòng lưu trữ nè, nhưng mà không, mình sẽ qua cái phòng kia để mình đào kim cương các bạn ơi. Yeah, vượt ngục đào kim cương. Đây, các bạn có thể đọc được cái dòng Kendrick là nó sẽ có thể đào được stone là đá nè, core là cái khoáng sản là than nè, đào được sắt nè, đào được vàng nè, và đào được kim cương luôn nha các bạn. Ok, rồi chúng ta đào thôi. Wow. Wow, nó đào kìa. Oh what the hell, sao mình phá hết luôn rồi. What? Oh my god, hình như là mình phá hết luôn các bạn ơi, mình cũng đào được nữa. Oh. Ok, phá luôn. Ok, cái này không phải là phá nhưng mà mình đúng theo cái này mà. Nó ghi là có thể đào được mấy cái đó mà. Ok, sao mình lỡ tay mình đập luôn cái kia, mình không biết nha, cái này mình không biết nha, mình không biết gì hết á, đừng trách mình. Ok. Oh yeah, mình được một con rồi, thì ra là mình phải đào ra hết để mình lấy được một con các bạn, tuyệt vời đó. Wow, lần này là than rồi. Ok, cái này thì easy rồi các bạn ơi. Có kim cương rồi, có vàng với kim cương nè, chúng ta phải đào ra nhiệm vụ mà mình đã được ba con rồi, tí nữa mình sẽ được 4 con. Rồi, ok. Yeah, vượt ngục nào anh em ơi. Yeah, vượt ngục mà còn được đào kim cương nữa thì còn gì bằng nữa các bạn. Ok. Yo. Yes, 4 con rồi, nhưng mà mình không thể nào mà cứ đào 4 con như vậy hoài được. Hồi nãy là mình gặp cái thằng một cái thằng kia là ở đâu, cái phòng nào ta? Come on, nó đang ở cái phòng nào vậy? Oh, come on. Ơ, bạn gì ơi? 2 con, đây rồi, 2 con. Mình sẽ lấy được cái cầu thang này. Đổi thêm 2 con nữa mình sẽ lấy được 2 cầu thang. Trời ơi bạn ơi, bạn núp hả? Thằng này là thằng khác nha các bạn, không phải là thằng hồi nãy nha. Thằng đó là thằng khác, không phải thằng hồi nãy. Đây, thằng hồi nãy nè. Chúng ta cần có 4 con và 12 cái gold nugget. No, gold nugget này là ở đâu đây trời? What the hell. Rồi chúng ta lại tiếp tục đào thôi các bạn ơi. Yeah, mình đã đủ 4 con rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình cần có cái 10 cái nugget. Theo mình nghĩ là chắc nó nằm trên đây quá. Ok, một cái đây, một cái đây. Ôi, có không, đậu phộng nó thiệt tình luôn á, mình tưởng là có 2 cái thôi, ai ngờ đâu là 3 cái lận. 3 cái này thì bây giờ thằng kia đâu ta, cái thằng hồi nãy đâu rồi, thằng hồi nãy bên phòng này đúng không? No. Ủa. Ok, nó đây rồi, mày núp à, mày trốn anh à. Rồi lấy một cái hang này để mình coi đúng không nha. Đây, cầu thang này lên, let's go, yeah everybody. Oh my god, đúng luôn, mình nghĩ luôn các bạn ơi. 12 cái nugget. Yes, đổi cho anh nào em trai. Đây rồi. Yeah, chúng ta có một cái lever. Rồi, alright. Lever này chúng ta sẽ đặt vào cái Rinrik. Ok, Rinrik đằng đây. Yeah, thì ra là mở cái phòng storage này, cái phòng lưu trữ này ha. Wow. Wow, bây giờ là phải tìm hả? Oh my god. Tìm cái này khùng luôn các bạn ơi. Wow. No, cái phòng này là gì đây? Phòng này là một cái phòng gì đó riêng biệt các bạn.
Oh my god, giờ tìm chết luôn các bạn ơi, tìm khùng luôn á. Trời ơi, gán này gán này. Oh, mình bay lên kìa. Oh what, sao mình lại bay lên kìa. Hay rồi. Nó tự bay luôn các bạn, đứng ngay đây cái nó bay lên nè. Cái mình thấy đằng kia có màu đỏ các bạn không? Đó, cái đường màu đỏ, yeah. Rồi, ây à. Rồi, cho tôi xuống, ok. Yo, man. Xong. Wow. Lấy cái này. Cái này là Super Chain Potion. Sử dụng để, sử dụng cái này để mình có thể mở được cánh cửa sắt này hả? Rồi, ok. Yeah. Rồi sao ta? Ồ, mình đấm bể cánh cửa luôn các bạn. Mình thành siêu nhân luôn rồi. Ok. Sao mà chớp đèn như vậy? Ây à. Wow, cái gì đây? Oh my god, mình thành siêu nhân luôn các bạn ơi. No, back core. Woo, no. Ôi, oh my god. Sao, có bên cái màu vàng kia nó có cái gì bạn? Các bạn ơi. Back core rồi. Bắt con cua đấy các bạn à. Thật là điều tuyệt vời trong chúng ta. Các bạn sẽ đoán xem mình sẽ bắt được bao nhiêu lượt để mình có thể vượt qua cái chỗ này. Ok, dừng lại. Làm sao để bay tới đây này? Dao. Wow, gì đây? Wow, mình qua được cái chỗ này rồi, Qua được rồi nha, đừng có đùa với anh. Ok. Yeah. Cái này căng quá. Các bạn hãy nhớ lại đi, nhớ lại những ngày á mà mình bắt kho đỉnh cao như thế nào, đỉnh khâu luôn các bạn. Mà lần này mình lại fail như vậy à, không chấp nhận được. Đấy. Sao đến cái chỗ đó? Đậu phộng, bắt kho đỉnh cao như thế này mà. No. Nói chung là cái này nhẹ nhàng thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà cố gắng lên các bạn ơi. Những ngày mình bắt kho đỉnh cao như thế nào các bạn còn nhớ hay không? Hả? Các bạn còn nhớ ngày đó hay không? Hay là các bạn đã quên rồi? Chắc là các bạn cũng đã quên rồi, mình cũng quên luôn cho rồi đi. Woo, yeah. Các bạn thấy đỉnh cao chưa? Các bạn hãy nhớ là những ngày mình rất là huy hoàng. Mình bắt con cua cực kỳ khủng luôn. Lần này là... No! What? Mình bay một phát, mình đi đâu luôn các bạn? Mình không hiểu gì luôn á. Oh, một con đường bằng vàng. Tuyệt vời không mặt trời. Yo! Gì đây? Congratulations, you finish. Yeah! Chúng ta đã gọi là trốn thoát được rồi các bạn à. Woo! Yo! Các bạn ơi! Trốn thoát được rồi. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Và nếu các bạn thấy video hay, đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ cùng với rồi xem quảng cáo, hoặc là bấm vô quảng cáo nếu các bạn là fan chân chính của mình nha. Rồi bạn, rồi các bạn sau nha. Bye bye.